đi rút máu nữa. Yes, quá nhiều luôn. Em nghĩ chắc là vì cái đó mà em bị mắc máu nhiều đó. Chứ thực sự sinh nó cũng không có mắc máu nhiều như vậy. Ồ, em nghe cái cảnh mấy người người ta sinh em coi trên mạng á, là bắt đầu đau bụng quằn quại rồi đứng rồi lăn lết lăn lê rồi ghê phải không? Em chẳng thấy gì. Mình cực kỳ enjoy phải không? Ừ, nằm không à, nằm không à. Xong cái bác sĩ mới ra tìm thuốc dục rồi xong hỏi là có muốn lúc đó ối chưa có bể thì bác sĩ phải thọc cho ối bể ra. Xong cái cho chuyển qua cái phòng nằm chờ thì người ta hỏi là có muốn chích cái thuốc gì ta? Gây tê, gây tê tủy sống. Chưa chích mà nhiều người hù lắm, nghe nói kim to. Nghe nói kim to lắm. Bác sĩ hỏi là cô có muốn chích không? Chích liền, ngay và lập tức. Không cần chờ đợi, tại vì có nhiều chị chỉ kể là để chờ chờ đau quá rồi cái bắt đầu chích không kịp vô đó là mất sức nữa. Dạ đúng rồi. Cái lúc mà em đi sinh thì ta là chích hai thuốc vô đúng không? Thuốc giảm đau, thuốc dục sinh, em nằm chơi phơi thân vậy thôi. Sướng vô cùng. Năm em nói ủa anh không có đi bộ ngoài đó hả? Không có đi bộ rồi. Lằng giống mấy chị ở trên mạng cái gì chờ. Đúng rồi. Mấy chị kể coi trên mạng. Ôi anh ơi em không sinh nữa đâu này kia. Chị nó khóc lóc ở trên tivi đó, kiểu như người ta đau á. Nó có gì đâu mà kêu. Bình thường nằm vậy đó. Lúc đó khoảng 2-3 giờ chiều thì bác sĩ nó không có tiêm thuốc dục sinh nữa, tại vì em bé nó mạnh, lucky là em bé nó mạnh, nó tự đẩy được, nó đi xuống lần đó. Bác sĩ mới nói là maybe chắc nửa đêm mới sinh. Trời, 2 giờ chiều mà nửa đêm là 12 giờ là về nửa đêm mà không được ăn nữa. Không được ăn. Em nghĩ đến cái cảnh không ăn không uống, ông nói em nói ủa có được ăn không, ông nói được. Cho cục đá nhỏ từng giọt vậy nè em nói chồng em anh mua đồ ăn sẵn em vừa xin một cái là em ăn liền, nó ăn liền nhà em đói vô tâm. Thì khoảng 6 giờ thì y tá vừa kiểm tra lại thì thấy em nở đủ 10 phân rồi. Dạ. Có phải nở 10 phân là sinh được không? Đúng rồi. Có 8 phân là sinh được rồi, đúng không? 8 phân là sinh rồi mà bác sĩ không tới, lý do không biết làm sao, chẳng biết bạn ruộng ở đâu, không biết đi đâu hay là đi chơi chưa về. Là lúc 6 giờ là đã nở 10 phân rồi, thì cái cô y tá của cô nở đủ rồi để cô gọi bác sĩ gọi hồi không tới. Mà mình thì cái lúc mà nằm chờ thực sự ra là tâm lý nó bị áp lực lắm, sốt ruột. Tại vì khi mà nằm chờ thì con mình nó ngột trong nó, lỡ nó bị gì sao, lo lắm. Thì cũng lúc đó hối con y tá, cứ hối con y tá nó, ủa mày gọi bác sĩ cho tao không, bác sĩ này bác sĩ khác cũng được chứ, tao để em chỉ biết em nằm đó mà em run vậy nè, em bị sốt luôn đó. Em bị sốt, cái lúc đó em bị sốt. Sốt tại vì kiểu căng thẳng lo đó. Cứ vài khoảng 5-10 phút cứ hỏi ủa mày chết thử con tao nó còn thở không? Tim nó còn đập không? Tại vì sợ nhiều người nói lắm. Nó bể ối rồi. Cái máy nó đã bên cạnh rồi. Nhưng mà vẫn sợ hỏi thêm cho chắc. Thì tự nhiên con y tá nó vô nó nói là thôi tao bày cho mày tập rặn. Có cái vụ này nè ta. Chưa từng có, nếu mà ở ngoài kịch bản vậy đó. Tập rặn. Nó bắt tập rặn thì nó tập rặn thì mình cũng rặn. Mình rặn như rặn thật đó. Mấy chục cái đó chị. Tại vì nếu mà em mà rặn như vậy á là có thể là em bé nó đi ra luôn. Thì nó kêu là khi mà mình tập rặn như vậy nó chưa ready với chị nó, mình tập rặn thôi. Thì mình rặn thì nó tao thấy cái đâu. Em tên là Brenda Nguyễn, sinh sống và làm việc tại Anaheim, California. Em mới có một bé đầu tiên được gọi là Bỉm Son. Bé được 5 tháng 10 ngày, đếm từng ngày luôn. Sao mình biết có cái tin mình có thai? Thì nó phải có cái dấu hiệu gì đúng không? Dạ. Cái chuyện có thai này là hai vợ chồng em muốn có. Thực sự em cũng kể mấy chị luôn là em có vấn đề về cái ovary, cái buồng trứng. Em bị khối u bự lắm ở buồng trứng. Thì cái năm 2017 là em có nhập viện. Hồi đó em cũng không có nghĩ em muốn có con đâu. Thì em mới có bạn trai thôi là chồng hiện tại của em. Thì em bị nhập viện, bị lít ở trong nó lủng ở trong đó. Đau lắm chị, đau hơn đau đẻ nữa. Nên sau đêm đau đẻ không xin nhềm bằng đau cái đó. Cái em bị như vậy thì em vô bệnh viện thì người ta nói cô may bị cô bị nhiễm trùng rồi. Có thể là sẽ cắt, tức là cắt buồng trứng. Từ đó mình chưa có con mà. Lúc em khóc nhiều lắm. Em mới nói với bạn trai của em, nói là lỡ như mà em không có con á thì như thế nào. Thì anh nói là tội nó không sao em. Nhà anh đông con lắm. Ba má anh có 8 đứa con. Không có đứa cháu này, có đứa cháu kia. Mình có lo. Em biết là anh, nhưng mà anh rất là thương con nít nha. Thì anh nói như vậy nó không sao, có gì thì nhận cháu làm con nuôi cũng được. Em biết là anh ăn của em thôi. Nhưng mà lucky thì lúc đó em đang nằm chờ cắt thì bác sĩ chạy xuống có nói là ủa chứ cô có đứa con này chưa kìa, chưa có con. Nói chị thôi tôi giữ lại cho cô. Trời ơi last minute luôn. Dạ last minute giữ lại, không có cắt nữa. Từ lúc đó là cả một năm á lại phải đi bác sĩ liên tục 4 tuần đi một lần để người ta theo dõi. Ta mới phát hiện ra là cái khối u của em là nó cứ to ra, nó rất là to, nó to bằng giày nè, bằng cái lê á, rồi nó bể đi, tụi nó lại lên cái khác. Có nói là xét nghiệm là ác tính hay lành tính? Tại vì nó chưa có đến mức độ là em chưa có bị thêm một lần nữa. Nếu mà nhiễm trùng một lần nữa mà nhập viện thì người ta sẽ cắt cái đó luôn. Tại vì nó cứ lên xuống. Thì bác sĩ nói là thực sự là những người mà bị như vậy rất là khó có con. Nên là nếu
mà cô muốn có con đó thì phải càng sớm càng tốt. Tháng 12 2019 tụi em kết hôn, thì em cũng không muốn có con trước kết hôn nữa. Cái xong thì em cũng có đọc hết trên mạng, bác sĩ bày cách nào là làm cách đó đủ thứ hết, nhưng mà 4-5 tháng không có gì hết. Xong cái đợt đó buồn cười lắm, em đi làm trên tiệm, xong cái chị chủ tiệm em đó, chị nói hôm qua chị mơ, chị mơ tiệm mình có ai có bầu hết, ai mà đang thả thì đi về check đi. Mình nghe em cũng nhột 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 mình nhột nhột đâu nói gì im im. Xong cái về nhà cái thử, tự nhiên có hai vạch thôi. Em không có tin, em về em đưa cho chồng, em nói ồ em có hai vạch, nói gì có thai rồi, mừng quá, mừng mà không tin. Em thử 6 lần em thử 6 lần tại vì cứ không tin vào mắt mình đó. Thử đến 6 lần mà vẫn chưa tin, phải hẹn bác sĩ liền. Khi bác sĩ confirm nói em bé có tim thai rồi. Trời ơi, có tim thai rồi là cũng phải là khoảng 8 tuần rồi đó. Nên em mới nói là đó, nhiều khi người ta chết cũng sai đó chị. Rồi khi mang bầu như vậy vẫn đi làm luôn. Dạ. Nhưng mà rất là nguy hiểm. Đúng tại rồi, cũng vì có em dựa cái đó mấy cái bột, mấy cái gì. Thực sự ra là cái lúc mà em đi làm thì em không có dựa bột nhiều nữa. À, cái chị chủ chị dễ thương lắm, em chỉ có làm lông mi ở trong phòng thôi, cũng nhẹ nhàng. Tức là em không. Vậy là em không có đắp bột hay không, là gì? Không có dựa, chỉ mấy cái tháng đầu thì em cũng mới làm. Dạ. Mấy tháng sau thì em có làm nhưng mà ít thôi, thì đa phần là em làm về cái skin care, em gắn eyelash rồi em làm thì nó cũng ok. Buồn cười lắm, bụng lúc phải bụng em to rồi. Có nhiều chị nó con này nó khỏe thật, nó làm 9 tháng chỉ là nghỉ thứ tư là thứ năm sinh đó, làm liên tục. Thì em đi làm dễ thương lắm, con nó bụng to vậy nè, em ngồi em gắn lông mì vậy á, con khách em đeo nó friend à, con mày nó đá vào đầu tao mày có thích không, mày nằm vậy nè nó đá lông mì. Thì em có lúc mà mang thai cũng ok, khỏe lắm. 3 tháng đầu tiên chỉ bị là sợ đám đông thôi. Nhưng mà chị cứ vô nhà thờ, lúc đứng lên bắt đầu cái đầu mình nó chúi xuống, không có thở được 3 tháng đầu tiên. Có bị ngén nhiều không? Không ngén nhiều, không có ói nhiều, nhưng mà lại bị như vậy là ngột thở, là phải đi ra ngoài liền. Nhưng biết có ai bị ốm ngén mà ăn nhiều không? Em ốm ngén là ăn nhiều. Không, chị ốm ngén thì chị không thể ăn. Thì đa phần bạn em là ăn không được mà ói. Đúng rồi. Ói còn em lại ăn được. Hồi xưa là trước khi mang bầu thì em không có ăn được nha. Mà thì mang bầu ăn được. Lên quá trời lên. Em tăng ký dữ lắm, em tăng khoảng gần 40 phao á. 40 phao với so đây là bự lắm. Dạ. Gần 20 ký á chứ. Dạ đúng rồi, nhiều. Đúng rồi. Hồi đó em có cái kỷ niệm này vui lắm. Dạ, mà trong tiệm salon em bị khẩu trang thì có cái bà khách kia, khách Mỹ vô hỏi là tao muốn tìm Brenda, nó Brenda đây. Không có tin. Brenda nó ốm ốm á. Không, Brenda đã kiếm tiệm này có một Brenda thôi, tôi không tin. Tại vì mập quá không nhận ra. Trời ơi, nhưng mà bây giờ xuống lại vậy là đúng rồi là giỏi. Kinh khủng. Nhưng mà em nói đa phần hình như em thấy có nhiều chị cũng hỏi sao mà vừa sinh xong lại xuống. Em nói thức khuya vài đêm rồi xuống mà. Thức khuya trong con á. Con khóc rồi xuống. Có phải không? Nhiều người thức khuya vậy á hả? Họ ăn nước bột hơn nữa thì em cũng ăn nhiều lắm nhưng mà hơn em cũng xuống được. Vậy hả? Thông tự nhiên em sinh xong em chẳng thèm ăn. Cái dự sinh của em là Christmas, đây là cái ngày Noel á. Bác sĩ buồn lắm, bác sĩ nói lỡ mình sinh trúng ngày đó mời birthday không ai đi đâu. Bác sĩ nói vậy thì ông cũng sinh ngày đó luôn, ông nói buồn lắm. Ông nói trời ơi mời không ai đi em ơi, cái tháng đó người ta bận rộn tiệc tùng, nó thuộc kệ, bây giờ đã ngày nào thì người ta chờ cho ngày đó thì đâu có biết được. Thì hôm đó em nhưng mà em sinh trước một tuần. Thực sự đó là em không có giống như người ta là bể ối, rồi nghe người ta nói là phải thấy máu đúng không, rồi bể ối đúng không, rồi mới bắt đầu mới đi sinh, chẳng thấy gì hết. Đi bác sĩ nói maybe cái bụng to, em bé bự khó sinh, tại vì cái xương hông của em nó nhỏ. Mà em thích sinh, hồi đó là em thích sinh tự nhiên. Cái gì cũng natural vẫn tốt hơn đúng không, tự nhiên thì tốt hơn. Thì bác sĩ có hình như có cái thủ thuật gì đó, tức là người ta chọc tay vào trong cái của mình á. Người ta bấm cái nút nhảy đi, đau lắm, đau khủng khiếp luôn. Ông nói luôn, tức là ông muốn cho mình sinh sớm, bác sĩ cho mình sinh sớm được luôn. Em lần đầu tiên em biết, đâu có biết. Cái lúc đó hôm đó đi bác sĩ thì đi khám cái hôm thứ tư đó thì bác sĩ nói là tôi sẽ cho cô sinh vào thứ bảy. Đó, nó nói ủa chứ sao chưa đau bụng chưa gì hết mà sao sinh thứ bảy được trời. Thì mình cũng nghĩ trong bụng như vậy. Cái xong cái lúc đó về nhà buổi tối hôm đó là 1 giờ em đau bụng rồi. 1 giờ đau bụng đến 5 giờ mà lì lắm, không nói ai hết. Nhưng mà đau sao? Cứ đau mà đau kiểu như đau giỡn á nha, giống như kiểu đau chút xíu cái vừa định nói chồng cái hết đau. Chồng mình thiệt á. Cái bắt đầu lại đau tiếp, cái vừa định nói hết đau cái lại gù tiếp. Nó chắc bệnh ăn bậy gì, chắc nghĩ ăn bậy gì chứ nghĩ đâu có đâu mà nhanh vậy được. Kiểu bỡ ngỡ, thực sự ra là mẹ lần đầu tiên mình cứ cái gì cũng bỡ ngỡ. Mình có đọc sách đọc báo, mình coi internet, mình coi hết rồi, nhưng mà mình vẫn cứ kiểu như trên trời vậy đó, nó bông không hề vậy nè. Cái đau đến 5 giờ sáng mới gọi chồng đau bụng. Ủa đau lâu chưa, cái đau 4-5 tiếng rồi. Trời 4-5 tiếng sao kìa, đi bác sĩ. Cái lúc đó mình mới gọi cho ông bác sĩ thì ông nói cô đau bao nhiêu phút một lần, cái tầm khoảng 7-8 phút một lần.
Thì lúc đó bắt đầu chồng, hai vợ chồng dắt nhau đi bệnh viện. Trước khi đi có ăn trước cái đói bụng, sợ đói bụng. Ăn gói mì tôm có 4 cái trứng. Ăn gói mì tôm có 4 cái trứng. Trời ơi, 4 cái trứng. 4 cái trứng luộc lận. Trời ơi. Nhưng mà người ta nói là thường mà đi vô khám hay gì không đó được ăn. Không có được ăn. Đúng rồi, quên, cái đó quên. Tại vì đói quá xanh mặt. Em nói rồi, lúc mà em có bỏ em thèm ăn, cái gì em cũng thèm. Nói là em muốn thêm tô cơm rồi, nhưng thôi. Kinh khủng. Ăn hai cái trứng ở nhà, bỏ thêm hai trứng lên xe, má chồng em luộc. Nói thôi ăn trứng cho đỡ đi. Cái vô trong bệnh viện thì bác sĩ nói chưa có nở, nó có 2 phân à, chắc may bị lịch cho về nhà đó. Nhưng mà xong ông bác sĩ vụn nó thôi cho sinh luôn đi. Rồi lúc mà em vào trong trong cái lúc sinh á thì thường là người ta sẽ lấy van của mình để người ta tiêm thuốc đó, đâu có dám nhìn đâu, tại vì sợ kim đó. Thì em thấy cái tay em nó ướt, em nói không lẽ ra mồ hôi ghê vậy, chắc sợ quá đi, đâu có dám nhìn lại. Cái khi mà nhìn qua thấy nguyên vũng máu luôn. Cái cô này của y tá mới hay sao á, xui chúng y tá thực tập hay sao đó, tiêm sao mà tiêm 2-3 phát mới trúng, máu một vũng luôn. Mình nhìn nó nhìn mình, nó nói ta xin lỗi mày, tao lỡ tay. Xong mình cũng đâu dám nói vậy, nó ok chứ chưa bao giờ thấy. Thì em cũng lấy ven nhiều rồi, em đâu có thấy cảnh mà lấy ven nguyên một cái tờ cái miếng giấy là máu không. Thấy còn nhiều hơn đi rút máu nữa. Yes, quá nhiều luôn. Em nghĩ chắc là vì cái đó mà em bị mắc máu nhiều đó, chứ thực sự sinh nó cũng không có mắc máu nhiều như vậy. Ồ, em nghe cái cảnh mấy người người ta sinh em coi trên mạng á là bắt đầu đau bụng quằn quại rồi đứng rồi lăn lết lăn lê rồi ghê phải không? Em chẳng thấy gì, mình cực kỳ enjoy phải không? Ừ, nằm không mà xong cái bác sĩ mới ra tiêm thuốc dục, xong hỏi là có muốn lúc đó ối chưa có bể thì bác sĩ phải thọc cho ối bể ra. Trong cái cho chuyển qua cái phòng nằm chờ thì người ta hỏi là có muốn chích cái thuốc gì ta? Gây tê, gây tê tủy sống. Chưa chích mà nhiều người hù lắm, nghe nói kim to. Nghe nói kim to. Bác sĩ hỏi là cô có muốn chích không? Chích liền, ngay và lập tức. Không cần chờ đợi, tại vì có nhiều chị chỉ kể là để chờ chờ đau quá rồi cái bắt đầu chích không kịp vô đó là mất sức nữa. Dạ đúng rồi, cái lúc mà em đi sinh thì tao là chích 2 thuốc vô đúng không, thuốc giảm đau, thuốc dục sinh, em nằm chơi phơi thân vậy thôi, sướng vô cùng. Năm em nói ủa anh không có đi bộ ngoài đó hả? Không có đi bộ rồi, lằng giống mấy chị ở trên mạng cái gì chờ đúng rồi mấy chị kể coi trên mạng, ôi anh ơi em không sinh nữa đâu này kia, chị nó khóc lóc ở trên tivi đó, kiểu như người ta đau á, nó có gì đâu mà kêu, bình thường nằm vậy đó. Lúc đó khoảng 2-3 giờ chiều thì bác sĩ nó không có tiêm thuốc dục sinh nữa, tại vì em bé nó mạnh, lucky là em bé nó mạnh, nó tự đẩy được, nó đi xuống lần đó. Bác sĩ mới nói là maybe chắc nửa đêm mới sinh. Trời, 2 giờ chiều mà nửa đêm là 12 giờ là về nửa đêm mà không được ăn nữa, không được ăn. Em nghĩ đến cái cảnh không ăn không uống, ông nói, em nói ủa có được ăn không, ông nói được, cho cục đá nhỏ từng giọt vậy nè. Em nói chồng em, anh mua đồ ăn sẵn, em vừa xin một cái là em ăn liền, nó ăn liền nhà em đói bụng. Xong thì khoảng 6 giờ thì y tá vừa kiểm tra lại thì thấy em nở đủ 10 phân rồi. Dạ. Có phải nở 10 phân là sinh được không? Đúng rồi. Có 8 phân là sinh được rồi, đúng không? 8 phân là sinh rồi. Mà bác sĩ không tới. Lý do? Không biết làm sao, chẳng biết bạn ruộng ở đâu, không biết đi đâu hay là đi đây, chưa đây, về. Là lúc 6 giờ là đã nở 10 phân rồi. Thì cái cô y tá của cô nở đủ rồi để cô gọi bác sĩ gọi hồi không tới. Mà mình thì cái lúc mà nằm chờ thực sự ra là tâm lý nó bị áp lực lắm. Áp lực lắm, sốt ruột. Tại vì khi mà nằm chờ thì con mình nó ngột trong nó, lỡ nó bị gì sao, lo lắm. Thì cũng lúc đó hối con y tá, cứ hối con y tá nó, ủa mày gọi bác sĩ cho tao, không bác sĩ này, bác sĩ khác cũng được chứ. Tao để em chỉ biết em nằm đó mà em run vậy nè, em bị sốt luôn đó. Em bị sốt, cái lúc đó em bị sốt. Sốt tại vì kiểu căng thẳng lo đó. Cứ vài khoảng 5-10 phút cứ hỏi, ủa mày chết thử con tao nó còn thở không? Tim nó còn đập không? Tại vì sợ, nhiều người nói lắm. Nó bể ối rồi. Cái máy nó đã bên cạnh rồi. Nhưng mà vẫn sợ, hỏi thêm cho chắc. Thì tự nhiên con y tá nó vô, nó nói là thôi tao bày cho mày tập rặn. Có cái vụ này nè ta, chưa từng có, nếu mà ở ngoài kịch bản vậy đó. Tập rặn. Nó bắt tập rặn thì nó tập rặn thì mình cũng rặn. Mình rặn như rặn thật đó, mấy chục cái đó chị. Tại vì nếu mà em mà rặn như vậy á là có thể là em bé nó đi ra luôn. Thì nó kêu là khi mà mình tập rặn như vậy, nó chưa ready với chị nó, mình tập rặn thôi. Thì mình rặn thì nó tao thấy cái đầu em bé rồi, nó vậy là rặn tiếp, cái rặn hoàn. Cứ xong cái lúc đó bắt đầu cái chị đi cùng, chị bực quá, thì chồng em đâu có biết gì đâu, đâu có kinh nghiệm. Chị nói stop, không làm nữa, không có cách nào nữa, stop cái cô y tá đó. Kêu mày đừng có làm như vậy nữa. Còn em của ta nó mắc sức, nó không có làm được như vậy, bậy rồi, cái này bậy rồi. Khi bác sĩ vô thì ready hết, set up hết, thì nói em rặn 2 cái em rặn không nổi, em hết sức. Thì bác sĩ nói thôi cô cho cô nghỉ chút xíu với bớt thuốc ra. Tại vì nó đơ hết, đâu có biết đâu đâu mà rặn. Thì cũng mới rút thuốc bớt ra, thì nói là nếu mà em vào một lần nữa, bác sĩ vào một lần nữa, nếu mà rặn 1-2 lần nữa không được thì chuyển vào mổ. Tại vì không để được nữa, mà em cũng kiệt sức rồi đó. Mà em thực sự em cũng sợ mổ, em cứ nghĩ tới dao tới trạch trạch là em sợ, cứ nghĩ là ám ảnh thôi. Vậy là cuối cùng là em bé được ra đời. Dạ đúng rồi.
em bé khỏe mạnh được 7 pound 11 ounce là cũng bự đó. Con gái dạ. Người ta trung bình là có 6 pound. Dạ đúng rồi, là gần 4 kg là em bé to đó. Everything tốt hết, không sao hết. Thì mình vừa sinh xong người ta lau cho con mình xong người ta đặt lên người. Run. Sợ. Một tiếng thấy sợ. Không biết sao thì cũng có vui nhưng mà lại sợ. Tiếng thấy nó nhỏ mà nó như con chuột vậy. Tôi đặt lên cái mình nó khoai chưa chuẩn bị nó không đặt lên, nó đặt lên nó bảo nó cho con mình bú nó liền, nó chưa tao có sữa đâu cho con tao bú, nên nó không phải để như vậy, để cho kiểu mà da chạm da đó là chỉ cho nó kết nối tình mẫu tử đó. Thì sau này mình mới biết thì lúc đó em nói là xong rồi, em nói không sao nữa là chắc ok rồi đó. Thì mình không có nghĩ như những cái chuyện sẽ kinh dị hơn nó xảy ra nữa. Thì cái giai đoạn mà em chuyển từ cái phòng mà phòng sinh qua cái phòng hồi sức á, thì em bị cắt xỉu 2 lần. Và tất cả những cái huyết áp cũng như là tất cả những cái gì trong người em nó đều tụt hết, giống là người chết vậy đó. Tại vì lúc đó chồng em kể thì lúc đó là mặt em nó trợn ngược lên rồi, mặt em xanh hết. Thì lúc đó nếu lucky là người ta cứu chữa kịp. Lúc đó bác sĩ về rồi, bác sĩ nó xong xuôi hết rồi, nó về rồi, chỉ còn có mấy cô y tá là take care thôi. Thì cái đó thì em nói là bài học xương máu mà bị 2 lần luôn. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao mình lại bị vậy không? Bác sĩ không có nói, nó là chắc em mắc sức quá. Cái đó em về em nghĩ lại mà em nghĩ chắc phải 5-10 năm nữa em mới quên được, tại vì cái cảm giác nó rất là sợ. Mà cái sức khỏe của em nó ảnh hưởng như vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng luôn cái việc mà chăm sóc con. Tại vì em đã yếu đi thì chăm sóc dạ, con đúng rồi. Cái đêm đầu tiên là em thả con cho bà nội luôn. Trong mấy đêm đầu tiên sù là sù lơ. Rồi chồng sao? Dạ chồng thì chăm sóc cho em. Tại vì sức khỏe em yếu, với em bị bể xương. Hả? Dạ bể xương cuột. Ủa tại mình có cái xương cuột đó. Em không biết, em về thì em không có ngồi được. Em không có ngồi được. Em nằm nó cũng đau ngay cái xương cuột vậy nè. Thì em đi bác sĩ nói cô bị bể xương cuột rồi. Mà cái xương cuột thì không có bó được. Cái xương gì trong người mình thì bó được, nhưng mà cái xương cuột đó không có bó được. Chắc maybe mình rặn nhiều quá. Với tại vì em nó là cái xương chậu của em nhỏ, thì khi mà em bé nó bự nó ra thì nó bị bể. Em đau hết 2 tháng. Rất là đau. Rồi con tháng. Thì sao? Có gần em nhiều không? Dạ em cũng cố gắng hết sức để cho con gần nhiều, nhưng mà cũng có mọi người xung quanh trong gia đình, chồng rồi mẹ em giúp đỡ. Tại vì thực sự em bị đau lắm. Rồi vậy thì em bé không có được bú sữa mẹ. Thực sự ra là cái đó cũng là một cái áp lực cho những cái người phụ nữ sau sinh nữa. Thì ai cũng nói là sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh, là trẻ đúng nhỏ rồi. Thì mình cũng ráng hết sức để cho con mình bú. Thì lúc đó em cho con em bú được 3 tuần ba tuần là em hết hết nổi. Nhưng mà cũng hay cái là em được cho 3 tuần. Tại vì cái tuần cái ngày đầu tiên mà uống cái sữa dạ là sữa dạ là cái sữa đầu, sữa vàng đúng rồi không? Là tốt nhất rồi. Xíu có hơn có hơn không. Vừa sinh xong là vừa sợ con bệnh nè, vừa lo mẹ để vừa sợ xấu nữa, đủ thứ chuyện sợ hết. Nhiều khi tâm lý và ảnh hưởng đến sữa cũng có thể đó. Đúng rồi thêm bị đau cái xương này quá nữa, bị đau lắm với cái vết thương. Tại vì khi mà mình sinh vậy đó, cái của mình nó nhỏ, người ta phải rạch cái tầng sinh môn đó. Thì em bị kiểu như em bị nhiễm trùng đó chút xíu. Nói chung là đau đớn đủ chuyện, ngồi không được, nằm không được, đứng không xong luôn. Dạ, vậy là bị stress nhiều lắm. Nên nhiều người nói là cứ sinh con xong là tâm sinh lý thay đổi. Mình nói không, là tâm lý em vững lắm. Em qua đây 9 năm em vững lắm, cái gì chuyện gì xảy ra em cũng ok hết. Mà em sinh xong em thành người khác, hồi xưa vui vẻ lắm. Vui vẻ, không bao giờ bực mình ai. Tự nhiên vừa sinh xong giống như thành cái người gì, gặp ai cũng bực hết, thấy gì cũng bực hết. Cái chuyện gì chút xíu là mình khui ra cho nó to. Rùm beng lên là ngồi khóc hoài. Mở cửa sổ ra nhìn chiếc lá rớt xuống. Đó nữa chị thấy chưa? Cửa sổ. Phải bỏ cửa sổ đi. Bỏ cửa sổ. Cứ thấy cái gì cũng buồn hết. Hình như đây là điểm chung của các bạn. Mười chị là hết 10 chị cửa sổ. Có vậy thôi này, có vậy thôi. Chồng em á, em tự nhiên không muốn ăn cơm, thèm ăn bánh mì. Nó anh đi muốn mì cho em. Anh đi muốn mì thì chờ hơi lâu, ở bên này deadline lâu lắm. Xếp hàng chờ lâu quá về bực mình thèm ăn. Khóc. Người sao nó giống là con nít vậy đó. Giống con nít vậy sao cái gì cũng bực mình hết. Cách nào để tránh cái chuyện mà trầm cảm không? Hay là nó kéo dài bao lâu thì nó chấm dứt? Chấm dứt ở một cái kỷ niệm khó quên lắm. Thì cái hôm đó có người ta bày là mua gà hầm thuốc bắc về để mà hầm ăn cho khỏe người đó. Thì chồng em có đi mua về thì nói là để cho má chồng em nấu đi. Lúc đó má chồng em đi công việc thì chưa kịp nấu, thì anh nói thôi để anh xuống bếp nấu, lần đầu tiên nấu luôn. Lần đầu tiên nấu bằng cái nồi áp suất đó. Thì anh đang nấu, anh nấu xong xuôi rồi đó, lên mạng coi rồi đó, Google rồi coi rồi nấu xong cái tự nhiên mình nghe cả tiếng hồ xong mình nghe ngọn cái bùm một phát giống trời ơi. Cổ đó. Trời ơi má ơi, đang ôm con trong phòng cái gì trời ơi.
chạy ra phát muốn khóc luôn, nguyên cái nồi á, nó kiểu cái nồi áp suất anh không biết mở ra đó, cái nồi áp suất là mình phải vặn cho lửa nhỏ rồi cho nó hơi nó ra đúng không, anh mở cái bạch một phát luôn, bùm một phát em nói là nguyên cái nồi cái nắp cái nồi nó găm lên nhìn cái nóc nhà vậy đó. Dạ, người anh phỏng hết. Trời ơi, phỏng từ đây này phỏng mức sâu. Nóng quá mà. Dạ, đúng rồi, mình khóc tin con xong được khóc mà cứ phải như vậy nước mắt nó chảy vô. Tại vì sợ, thứ nhất là sợ, thứ hai là xúc động đó. Nó mà anh nói, em ơi đừng có lo chút xíu là nó ăn đồ khác. Nó không bỏ luôn. Từ đó về sau em không bao giờ dám đụng với con gà đen nữa, em sợ luôn. Ám anh phỏng hết người luôn. Cũng thương ảnh thì từ cái lúc đó đó là khoảng là một tháng á, thì bắt đầu mình từ từ cái mỗi lần mình bực mình ảnh cái gì mình bực mình nghĩ đến chuyện đó. Nghĩ đến con gà đen đó, nghĩ đến con gà nha, bỏ nha, rồi nghĩ con gà xui ơi phải nghĩ đó. Bắt đầu đang bực mình nghĩ tới con gà, ok xui mà em bị vậy nè. Mỗi hai tháng đầu tiên khi mà con em khóc đó, thì con người em nó bị bắn loạn giống như thành người điên vậy đó. Nghe tiếng khóc của nó giống như con người mình có cái hốc cái gì thay đổi trong người mình, nó khóc là mình điên, tay chân run hết, không biết làm gì, không biết làm gì luôn, không biết là có phải là cho nó uống sữa hay là phải thay tã gì luôn gì hết. Thì sau này em có cô bạn là y tá Mỹ thì cô nói là có nhiều người phụ nữ là cái người ta kết nối có những cái giác quan kết nối với con mình á, thì khi mà con mình như vậy thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Nên mày ráng thì không sao, rất là nhiều người như vậy. Thì em cũng cảm ơn cái cô đó là cô người Mỹ, cô chuyên nghiệp là chăm sóc cho những cái người mẹ mà sau sinh mà bị trầm cảm đó. Nói đừng có lo, nhưng mà thực sự mỗi lần con khóc là bắt đầu mình quạo lên, mình không có kiếm ai quạo thì mình quạo chồng mình. Mình ở chung với mẹ chồng thì không dám quạo mẹ chồng. Qua chương trình này em có muốn nhắn gửi với lại các mẹ bỉm sữa khác không? Thì đúng là mình sẽ thay đổi, mình sẽ có trải qua rất là nhiều về chuyện làm mẹ thì nó rất là một cái hành trình rất là dài. Mang thai rồi sinh con thì mình thay đổi tâm lý rất là nhiều, mình stress rất là nhiều, nhưng mà mấy chị cố gắng nghĩ về những cái điều tốt đẹp trước kia đã xảy ra. Đó, nếu mình bực mình chồng mình nghĩ những cái điều tốt chồng mình làm cho mình để mình kìm xuống, mình kìm xuống. Nhưng mà có nhiều khi mà lỡ mà mình không kìm được mình bùng ra, mình bùng xong mình nhớ xin lỗi. chứ không là vừa sinh con xong đổ vỡ hết. Thì bây giờ con em được hơn 5 tháng rồi, 5 tháng 10 ngày thì cũng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn rồi. Gọi là 3 tháng đầu là khó khăn nhất đó. Qua được giai đoạn 3 khó khăn đầu là sẽ có những giai đoạn khó khăn khác nữa. Đúng rồi. Mà nó đỡ. Nói chung là càng giai đoạn càng cao lên thì cái sự khó khăn rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà cái thực sự ra làm mẹ là một cái chuyện rất là thiêng liêng. Chưa làm thì không muốn làm, nhưng mà làm rồi maybe nghiện muốn làm nữa đó. muốn làm nữa đó. Rồi em cũng cảm ơn mọi người và muốn cảm ơn gia đình của em, đặc biệt là chồng em, mẹ em chỉ còn mẹ thôi, và ba má chồng cũng như gia đình chồng em và chị Phương á, chỉ là người làm chăm sóc em lúc mà em sinh. Em đi làm mà em làm rồi chẳng em vào sinh đó, rồi cũng có những cái lời khuyên cho em rất là cảm ơn đó. Thì và mọi người nhớ tham dự, và không phải tham dự mà xem rồi thích thì tham dự chương trình này nha, rất là vui. Nói chung là các chị em mình phải share với đúng nhau, đúng rồi, phải share cho đỡ stress. Đúng rồi, share đỡ stress. Và chương trình cũng cảm ơn em rất nhiều.